Bây giờ sẽ là những nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong những ngày qua mưa to đến rất to và đặc biệt là một số nơi có tổng lượng mưa đến 800 mm gây ngập lụt trên diện rộng tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên hay là Gia Lai. Theo bài viết được đăng tải trên báo Nhân dân thì trước tình hình trên, chiều ngày 30 tháng 11, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai có công văn gửi các địa phương và các bộ ngành liên quan yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, cần tiếp tục tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất, cần phải thông tin kịp thời đầy đủ đến cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng chống. Cần ra soát khu vực đang bị ngập sâu, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, bảo đảm an toàn cho người dân. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì kinh tế nước ta có thể đạt mức tăng trưởng là 6% trong năm 2022 và cao hơn trong năm 2023 nếu các chính sách phục hồi kinh tế xã hội được thực hiện nhanh. Báo Đại Đoàn Kết đăng tải ý kiến của các chuyên gia kinh tế cho rằng với sức khỏe của doanh nghiệp hiện nay, nếu chỉ trông chờ vào sự phục hồi tự nhiên của thị trường thì rất khó khăn, do đó nhà nước phải đóng vai trò bà đỡ. Bên cạnh đó, trong thời gian tới cần hạn chế đầu tư giàn trải, nên xem xét cắt giảm các dự án chưa cần thiết để tập trung vốn đầu tư cho một số dự án quan trọng. Thưa quý vị, những tháng cuối năm, các dự án giao thông trọng điểm ở khu vực phía Nam như là dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đang tăng tốc để bù tiến độ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Theo phản ánh của báo giao thông thì nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó có việc xử lý các nhà thầu thiếu trách nhiệm gây chậm trễ trong quá trình thực hiện dự án. Còn trong khi đó, nằm trong loạt bài viết là Hà Nội dự kiến xây dựng mới 14 làn đường dành riêng cho xe buýt, thì báo lao động số ra ngày hôm nay đăng tải phần tiếp theo, đó là bài học đắt giá từ thất bại BRT Kim Mã Yên Nghĩa. Năm 2017, thì tuyến buýt nhanh brt một đầu tiên của thủ đô Hà Nội được đưa vào vận hành với kỳ dần thay thế phương tiện cá nhân và giải tỏa ùn tắc nội đô. Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai, thì cả năm mục tiêu đều không đạt được, nếu không muốn nói là thất bại. Do đó, Hà Nội cần nghiên cứu kỹ và tổ chức lấy ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia trước khi đưa ra quyết định. Thưa quý vị, mục tiêu hướng tới chính sách bảo hiểm xã hội là mở rộng diện bao phủ và thu hút nhiều người tham gia, góp phần bảo đảm an sinh xã hội vững chắc cho người dân. Tuy nhiên, theo bài viết được đăng tải trên báo Hà Nội Mới, luật bảo hiểm xã hội đang bộc lộ những bất cập hạn chế, khiến việc đưa chính sách vào đời sống còn những rào cản. Do đó, để mở rộng số người tham gia bảo hiểm xã hội thì việc chú trọng tạo hành lang thông thoáng, thiết kế chính sách linh hoạt, hấp dẫn là điều rất cần thiết sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ đến thời điểm này dự án nhà máy xử lý rác nhiệt phân plasma đông anh đã cơ bản hoàn thành thế nhưng chưa thể đưa vào hoạt động nguyên nhân là do vướng mắc về những thủ tục pháp lý xung quanh việc nhà máy sẽ xử lý loại rác nào Trao đổi với báo Kinh tế và Đô thị, một số chuyên gia trong lĩnh vực môi trường cho rằng hiện nay vấn đề lớn nhất của Hà Nội là xử lý rác thải sinh hoạt. Bởi trên địa bàn thành phố thì đã có gần chục đơn vị được cấp phép chuyên xử lý rác thải y tế công nghiệp. Mặc dù chưa hoạt động hết công suất nhưng mà những đơn vị này thì đã đáp ứng được nhu cầu ở Hà Nội. Trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 11, đại diện lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin gây chú ý. Năm 2020, hai thì năm 2020 thì có 597 nhân viên y tế xin nghỉ việc và chỉ 10 tháng đầu năm 2021 đã có thêm 968 trường hợp. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Và các cơ quan quản lý cần phải có giải pháp gì để giữ chân nhân viên y tế, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh có những diễn biến phức tạp? Mời quý vị và các bạn đón đọc bài viết được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ Trên thực tế, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tăng cao trở lại cùng với sự xuất hiện của biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh đã khiến cho không ít người dân lo lắng tìm mua một số loại thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 để dự trữ. Theo phản ánh trên báo Sài Gòn Giải Phóng, nhiều loại thuốc chưa được cơ quan thẩm quyền cấp phép lưu hành mua bán sử dụng nhưng vẫn được các nhà thuốc bán tràn lan, có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với người sử dụng.